Ok. Đợi mình chúng mình sẽ tin nhẹ cái rồi. Game chỉ mới bắt đầu thôi, vừa ban bích. Và sau game này hôm nay mình sẽ cắt hai game là game của LGD với Complex City và còn một game nữa là của trận sau trận này thì team thắng sẽ gặp rồi. Đây trận sau trận này thì là Minitsky và Empire. Nghĩa là còn 2 tiếng nữa, nói chung là sau trận này còn lại này cũng hết rồi. Mình sẽ cắt 2 BB3 này. À. Bây giờ thì từ từ để mình nhai nốt đống mì cái. Đợi tí, mình nhai xong đống mì cái còn có hai đũa nữa à. Khổ quá. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Team pick. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Radiant team back. Kinker. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Team Ben. Ok, em bắt. Đã nhai xong mì. Alo, bộ 234 là 78. Rồi. Mấy nay hả? Bữa hôm qua hôm kia thì mình có cáp mà. Hôm kia có cáp, còn hôm qua bận đi xây nhà cho nên không cáp.
Còn LGD thì đội hình của họ tham dự giải đấu này là có Chatley với Rova standing, còn lại Asomus với lại FY là đội hình cũ rồi. Nói chung là thay đổi layup cũng khá là nhiều, các team tranh thủ kỳ chuyển nhượng. Kể qua một cái vài thay đổi layup gọi là sao ta? Thay đổi đội hình quan trọng là VB với Na'Vi thì họ swap layer, mang tiếng là swap layer nhưng mà thật ra thì roster của Na'Vi sẽ thay Liu ở VB, nghĩa là BB kích Liu để mà đem Roger về. Thì Liu thì sẽ gia nhập Na'Vi với số điểm của anh luôn. Rồi một vài thay đổi khác là Soneko. Soneko cũng sẽ out Na'Vi. Người tới thì có thể là Astai. Soneko out Na'Vi thì không biết sẽ đi đâu, nhưng mà layer về Na'Vi để thay thế vị trí của Soneko thì có thể là Astai đánh vị trí support 5. Còn nữa là sắp tới thì ES One Catastrophe thì đội hình của Na'Vi Ritual Light sẽ không đánh mà thay bằng Havoc. Đội hình còn các team Trung Quốc thay đổi đội hình thì sẽ có là thay đổi nhiều nhất là LGDF Quay, Inflame không đánh nữa, Inflame tuyên bố giải nghệ, hình như là chia tay Ruru. Chia tay Ruru xong rồi tuyên bố giải nghệ chứ cũng chả gì. Mang tiếng là giải nghệ thôi chứ thật ra là bị kích. Thì Inflame bị kích, người thay thế thì không biết là ai. Rồi sau khi mà OB với lại Super hai người hoán đổi vị trí cho nhau ở đội hình của IG với lại LGDFY thì cũng quay trở về. Nói chung là sắp tới quan trọng nhất là chỉ có coi EL1 Counter-Strike thì xem là VB và Na'Vi thì cả hai team đều tham dự giải đấu này thì xem là họ với việc thay đổi đội hình sẽ như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với game đấu này, game đấu giữa LGD và Complexity. Đang update cái gì trong đây vậy? Vãi vừa cát mà nó vừa update PUBG nữa. Should prepare for battle. Từ để mình coi lại setting chuột các kiểu cái option kéo xuống. Mỗi lần chơi game cái lại phải kéo lên. Ok. Như vậy thì game đấu này tính là game đấu thứ 2, thứ 3 trong ngày hôm nay rồi. Hai game buổi sáng thì mình có công việc bận, hôm qua thì mình bận đi xây nhà cho nên là không gắt game được. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với game đấu giữa LGD và Complexity. Thì chúng điểm qua về đội hình của cả hai team khá là tiếc khi mà cũng phải nét qua cái màn ban bích một chút. Thì bây giờ xem luôn đội hình sau khi ban bích luôn, thì bên phía của LGD họ có với mình stun qua trôn qua lo được cầm bởi Asomus, Win of Ben, Nova, Wet Doctor, FI là người cầm Elder Titan và Chatley là người cầm Fallen Boy. Trong khi đó đội hình của Complexity có KL, Butcher, Lim, Tinker, Jesse, Lonrui, Red Rubik và Mu là người cầm Usurker. Một cái điều khá khác biệt ở các team Trung Quốc và các team châu Mỹ hoặc là CS, nghĩa là NA với lại CS, thì các team Trung Quốc họ bích một bài thì thường sẽ sử dụng bài đó hoài, sử dụng mãi. Khi mà Elder Titan vào đây là một con sub tương đối là hot, và FI cũng là một trong những layer mà đánh con Elder Titan này tương đối khó chịu. Trong khi đó thì những team NA hoặc là CS thì họ bích nhiều chiến thuật hơn, chấp nhận là bích những hero mới, rồi sử dụng chiến thuật nào đó đột phá và lạ để gây khó chịu cho đối phương. Giả dụ như là con Butcher đây, thật ra thì Butcher cũng không phải là nhiều team họ sử dụng, tại vì đơn thuần á là cái skill của nó, sao giờ cái hook thì nó không phải là một skill có tính định hướng cao, nó không có thể là xua chúng được, khá là dễ né nữa. Farm gun của nó cũng không phải xua 100% là có thể giết được hero của đối phương. Và với cái việc như vậy á, thì nếu mà ram gun không hiệu quả thì rõ ràng là phí mất một slot support và một con sub ram nữa, không phải là sub bảo kê len. Và đồng thời nếu mà Butcher đi ram mà không ăn được mạng thì cái len ở đây thì Lonrui sẽ hơi khổ. Bây giờ mấy bạn nhìn thấy nè, Butcher nó đâu làm gì được để phụ được Lonrui đâu.
R Titan thì nó chỉ cần đẩy bóng ra là đam hơn 100 và đấm rất thấm vào mặt của Lonrui. Khi mà con đệ của Lonrui mới là chỉ level 1 chưa có rod thì không có việc gì mà R Titan và Fallen Void phải ngại cả. Trong khi đó ở dưới lane bot này Troll và Doctor đối đầu với lại Usurker. Thật ra thì Usurker rõ ràng là lane này chỉ có thể đi thì hết level. Nếu mà đút đầu ra rất dễ để ăn cái lọc cọc. Đút đầu ra mà cố gắng farm rip thì rất dễ để ăn cái lọc cọc của Doctor này. Các bạn đã thấy nè, có bút đập vào rồi, nhưng mà rất may là có cho mình đó là cái feature chặn đường lại. Nếu không, một pha tiếp cận vào đấm vào trong cái thời gian một bút đập của Doctor rõ ràng có thể giết được chết cái mạng của một con hero strength như là Usurker, như là mất stun rồi. Bây giờ TB về luôn. Elder Titan có được cho mình giày. Mua lên giày trước, đi hỗ trợ lane, dí theo đấm tay. Mà chỉ cần lane này và Lonrui bắt đầu để khỏe một tí, level 2, level 3 để khỏe. Rồi xong thêm cả cái rod rồi, bắt đầu rod vào, phải là voi hơi khó chịu cho cái việc farm của mình. Anh rất ngại cái việc quốc đi. Quốc đi rất dễ bị Rubik nhất. Nếu mà quốc ẩu nhất kéo về một cái thì tiếp tục là quốc chơi nó rod thì không biết làm sao để mà chạy. Bây giờ nó level 2 có thêm một điểm vào hút. Trong khi đó thì kèo đấu ở mid là kèo đấu giữa Queen of Pain và Tinker. Tính ra thì Queen of Pain nó sẽ hơn kèo, nhỉnh hơn kèo Tinker một chút. Đơn thuần vì nó có cái cắm dao để mà hạ rát Tinker. Còn ở những level đầu thì laser của Tinker cũng không phải là một chiêu quá thốn với Queen of Pain. Hoàn toàn có thể cắn cây và regain máu, chỉ cần mua nhiều cây regain máu thôi. Nhưng mà Tinker đi lên này thì Tinker này nhà 2 điểm laser, 1 điểm rocket, sau như vậy là level 7 thì anh sẽ có được cho mình đó là 3 điểm vào mắt machine cộng như Dream. Tất cả mọi thứ đó thì đủ để Tinker vào rừng bắt đầu farm rip. Hôm qua thì mình có thấy một bài bot của một ông nào đó trên group community là Tinker đi mid mắc ba làm con cặc gì không biết, farm hero không bằng farm hero không ngon hơn farm rip à. Ông nó cãi rất là chạy cối mà mình cũng không hiểu sao là có bây giờ có người suy nghĩ là Tinker mắc ba không thực sự lợi hại. Bây giờ Queen of Pain đang có Ramra của Rubik nhấc lên tất cả các kiểu cố gắng lùi về, nhưng mà mượn máu của Liam không còn nhiều nữa và rõ ràng là anh không thể nào dám tự tin đi lên nữa mà làm gì Queen of Pain cả. Queen of Pain cũng cầm sẵn với mình một trái xoài, tình huống nào mà hết mana các kiểu của đại điểu có thể cắn xoài lên cắm dao. Liam cũng đã lấy mình máu ra, bắt đầu cắn máu lớn. Quay trở lại cái vấn đề là Tinker tưởng là dậm. Đúng rồi, có ông biết kìa. Thật ra Dota 1 chuyển qua hồi Dota 1 cũng có nhiều người mắc ba để farm Ancient rồi. Lúc Dota 1 thì Ancient Rift còn có tác dụng của chiêu Tinker vô stack Ancient, Tinker đứng farm Ancient ngon vãi chuẩn luôn. Nhưng mà không hiểu sao ông đó ông cứ cãi, ông cứ chày cối là farm hero ngon hơn. Thật ra farm hero bạn farm một con hero bạn giết được một người ở giai đoạn early game không tới 250 gold. Chắc chắn là như vậy luôn. Một sub không tới 250 gold, thậm chí có nhiều sub mà nó nghèo tới mức độ mà bạn giết chỉ có được tầm 190 gold thôi. 190 gold đây, con rip là 39 đồng, 40 đồng đi. 40 mà 4 con rip một quay rip thôi là đủ cái số tiền đó rồi. Chỉ cần hơn quay rip chút xíu là đủ số tiền đó, trong khi mà bạn mắc 3 có thể farm đây và bây giờ đang có một pha Ramra Complexity. Mà quan trọng là Queen of Pain là một hero tương đối khó để mà giết khi mà nó có blink và cũng là một hero tay dài. Mắc sai các kiểu con đà điểu rất khó, thậm chí offset nó được cắm sẵn trên đồi và nhìn thấy được cái hướng di chuyển support của cái Complexity. Quay lại chuyện lại với chuyện Tinker mắc 3 nó có thể farm ở đâu? Nó có thể farm ở đây, bãi này. Rồi xong qua đây, sau đó lại tiếp tục qua đây. Cái nhiều người ta nghĩ rằng là Tinker không thể nào mà chưa có travel, không thể nào farm nhanh được những cái bãi rip như vậy. Nhưng mà thực tế ra những player mà chơi Tinker chắc tay họ thường thường mua rất nhiều TP. Bây giờ mua rất nhiều TP để mà cái rim của Tinker nó sẽ reset luôn cái TP. Bạn chỉ cần tốn tiền một con rip thôi là bạn có thêm một cái TP rồi. Có thêm một cái TP rồi bạn sẽ farm được thêm 3 con ở hai bãi. Cứ như vậy thì Tinker nó sẽ rất là khỏe. Rút đồ cực kỳ nhanh và tầm mười mấy phút quát đồ ra thì không có cách nào để mà gọi là giết Tinker. Nếu mà tầm 23 tới 25 phút mà nó cầm cho mình travel blink thì rất khó để mà tiếp cận cũng như là kết liễu được cái mạng của nó. Chỉ cần có rim level 2 thôi. Farm được nhưng mà rất là khó. Ancient bây giờ thì dính được skill nhưng mà quan trọng là nó kháng phép cực kỳ nhiều và lượng đam từ cái map machine không đủ để mà Tinker có thể cố gắng làm gì cái mấy con Ancient này cả. Farm rất là lâu. Elder Titan
một trong những cái skill mà nó có channel link. Tính ra skill 1 của Elder Titan là dạng channel link chứ không phải là nó là cách time nữa. Nó sao á, nó ghi là cách time 1.7 giây. Nhưng mà thường những skill có cách time á, khi mà bạn cancel cách time của nó thì nó sẽ không tính là mất skill. Nhưng mà chiêu dặm của Elder Titan nó là, nếu mà bạn đang đứng dặm, đang gồng dặm cái kiểu đà điểu mà bạn add lại thì nó sẽ mất skill. Giống như một vài skill, cái hút nè, cái hút của Butcher cũng tương tự như vậy. Nếu mà cancel thì nó đâu có reset skill đâu. Còn Elder Titan cancel nó lại reset skill ra và đuổi Elder Titan về. Và cảm thấy nó tiếp cận khá là gần với vị trí của Rubik rồi. Và Rubik cũng đã sử dụng với mình cái nhất. Và chỉ mới là level 1 từ thiếu G-Rex. Bắt đầu di chuyển lên, họ rất muốn đi được cái land top này của Complex City. Rubik thì đang đứng núp ở đây, lượng máu không còn nhiều, chỉ là một cái nhấp nhẹ nhàng của Rubik, có thêm level 2, một điểm trực xét thật ra, dặm ngủ thôi, nhẹ nhàng, mẹ Rubik chắc chắn là nằm. Ở đây thì Jesse anh cũng đã phải bỏ chạy rồi, lượng máu còn khá khá, núp rất tốt từ phía của Jesse để gấu con ra, thậm chí là còn trói được luôn cả Phelet Void ở đây. Bum, bum, tán qua mặt Phelet Void, bắt buộc là phải quất về. Bản update vừa rồi, bản update 7.08 thật ra thì mình thấy nó sửa nhiều hơn ở cái chỗ giao diện. Còn meta game các hero cũng như là hero rồi talent, tất cả các kiểu skill thì nó lại không phải là sửa nhiều quá. Nớp một số con, như là tinker bị nớp tốc độ chạy mình nhớ. Và bây giờ thì cái giao diện của nó sẽ khiến cho các bạn nào mà mới chơi Dota á, ít đọc channel log, ít cập nhật meta mới, có thể dễ dàng chơi game hơn. Là lúc mà ban bích hero á, lúc mà bích tướng á thì nó sẽ có hiện dấu sao, vừa mới cập nhật xong rồi nó sẽ hiện dấu sao con đó nó thay đổi gì ở cái bảng này. Một thay đổi mà khá là hay, mình nghĩ là Dota nên làm việc đó từ sớm hơn rồi. Bây giờ đang cố gắng truy đuổi theo, khá là tiếc skill 1 lại không dính. Sorry các bạn, skill 2 lại không dính. Còn thay đổi với lại Avrox cũng cập nhật luôn là mỗi thứ 5, 2 tuần. 2 tuần mỗi thứ 5 thì sẽ là một update nhỏ thay vì một update lớn như lúc trước nữa. Cho nên là cái lần này thì nó chỉ đơn thuần là nớp một số con. Có boost talent cho... Bây giờ bắt đầu dặm ngủ được vị trí của Rubik rồi. Tản vào, Rubik cố gắng trừ đam, nhất được vị trí ép qua lên đồi. Nhưng mà anh vẫn tán với lại một cái, kết thúc được cái mạng của Rubik. Cho luôn cái TP về đây nè em. Ra, cản lại, không cho mua cancel TP nè. Rồi ok, anh quyết định là anh đứng lên đồi luôn nếu mà làm một cái upset. Giờ quyết định cuối cùng cũng là TP về. Skill thay đổi lớn nhất hình như là Lion, đúng rồi. Lion là cái hút, hút mana thì nó sẽ có thêm cả slow cộng mắt là 20% nếu mình nhớ không lầm. Nó cũng là tương đối sửa, đó là sửa đúng khi mà Lion mình cảm nhận thấy skill hút mana của nó thật sự là không phải là một skill quá lợi hại. Ở giai đoạn nó chỉ hỗ trợ được cho việc Lion gây harass rồi hero đối phương, những hero nào mà cần thiết, cần những skill để có thể bỏ chạy được. Có cái kiểu thì đi lane với Lion hơi thốn một chút, tại vì lượng mana lúc nào giai đoạn early game cũng giai đoạn thấp, nhưng mà bắt đầu bước vào mid game để lại thốn. Bây giờ thì có kéo vào nhưng mà không có lấy gì mà cản được, phải lại vòi quốc đi cả. Tiếp tục là có boost đập vào người của Jesse rồi. Bây giờ Jesse ra được tầng 3 thành viên, nhưng mà liệu anh chạy được hay không khi mà phải lệch vòi đã tiếp cận được với cái quốc của mình. Tạm quốc lên tán một phát nhẹ nhàng, và cuối cùng thì Nova anh là người KS cái bạn thành công của Jesse. Rono luôn để mà giết được vị trí của Butcher, giảm ngủ cạnh Animation, giảm ngủ là rất đẹp. Bây giờ tiếp tục là cái lọc cọc tung ra của Doctor, làm sao Butcher có thể chạy đi được. Deny bản thân là không thể, nhưng mà cái tốc đánh của Phelet Void là tương đối cao, nó là một hero Agi. Bây giờ thậm chí là lên được cho mình giày gỗ nữa. Ôi Fisher đẹp nè, cố gắng tán nhưng mà khá là tiếc khi mà gấu không tán được hai phát, chỉ tán một phát nhất mà cũng không rót được, không trói được vị trí của John Warrow. Bây giờ là bắt đầu TP tiếp tục lên top để mà bút trụ thôi, stick tới cả bốn người ở đây rồi.
Trong khi đó là các thành viên còn lại của Black City họ đang đứng ở cái lane bot này, có TP xuống đép từ phía của LA Titan. Một cái dặm ngủ LA Titan đủ để cho giữ chân đối phương, đủ để đép được cái trụ này và chờ nếu như mà có một tình huống băng trụ vào thì hoàn toàn bên phía của LGD họ có thể TP xuống, bắt cúp tất cả các kiểu. Nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi, bot chờ đang đứng ở đây, đang sẵn sàng với cái hút cross của mình, cố gắng dặm ngủ. Bây giờ đó là bị hút vào, mất cái dặm rồi. Có TP ra, lần này là Winterband có cho mình đó. Trời ơi, thốn nha. Bot chờ gần như là không thể làm gì được trong tình huống vừa rồi. Mình đã nói rồi, bot chờ rất khó đánh trong từ BTT tiếp, đơn thuần vì những pha hút của nó. Còn các layer họ sẽ bất game á, gọi là bất lịch game á. Bất lịch game thì bot chờ được bất nhiều đơn thuần á, vì update cấm cũng tương đối là ít, cũng như là cái việc kiểm soát lượng sai và đọc minimap của player thì người chơi thì thực sự là không quá là tốt như là competitive. Thì các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng là cái việc ram gun và hướng di chuyển của chơi hoàn toàn là đối phương có thể đọc được, chỉ cần thấy mít nó trên bản đồ đoán được là nó đi đâu thì ở lane đó sẽ cực kỳ cẩn thận, và dẫn tới cái việc hút cũng như là ram gun của chơi không còn hiệu quả nữa. Thật ra thì đội hình của Complex City họ mít của chơi này á là để counter vào vị trí của Phelet Void, nhưng mà bây giờ Phelet Void kiểu Rono thấy lane nào không có bích chơi thì Rono, còn có thì Rono thẳng vào mặt của bích chơi luôn, thì làm sao mà nó có thể kéo ra được. Counter bây giờ thì thật sự là chưa được, nhưng mà nếu như mà bước vào được giai đoạn mid game hoặc là late game thì những cái pha comeback tổng may ra thì có thể có những pha hút và cứu được bích chơi, còn không thì hơi khó. Nếu mà phải lệch vào đánh tỉnh thì cứ canh bích chơi phải... xong rồi Rono thẳng ở đầu nó là được, đâu còn hero nào khác nữa. Bích chơi nó sẽ nhiều khi nó lại đứng trùng vị trí với tanker nữa. Giờ tanker anh đang đợi tiền lên travel cho mình 12 phút. Lượng đồ hiện tại tầm 17 phút có travel. Travel xong rồi 20 phút có bình linh là đẹp. Đâu rồi, tới lúc đó là đủ. Kéo không thành công. Đi vào luôn nè. Nếu mình nói thấy bất chờ ở đâu rồi bắt đầu cố gắng focus vào. Mà anh vẫn chưa muốn Rono quất ngược ra lại tên cơm đã TP lên rồi, hơi khó trong tình huống này mới tham gia combat từ phía các thành viên LGD. Bây giờ họ sẽ lùi về một chút, trong khi đó Winterband anh đang hướng tới mình là cái Orchid. Orchid Silent được tên cơ đúng, nói chung là cũng ngon. Tính ra những hero bên phía Complex City đều có skill để mà có khả năng được giữ chân được đối phương, ngoại trừ vị trí của tên cơ đó thôi. Còn lại Victor, Rod, Ra. Rồi đâu đó là cái nhấc lên của Rubik. Bây giờ đang có focus vào vị trí của Rubik. Dặm ngủ lại là thành công. Rubik chắc chắn chết, nhưng mà Charlie anh không còn nhiều máu nữa. À, một lần nữa là quất đi và hồi máu từ phía của Charlie, và anh đã sống sót trong tình huống vừa rồi. Chỉ là Rono vẫn còn lên cho mình đó là Vla. Một lựa chọn khá lạ từ phía của Phelet Void, khi mà thường thì Phelet Void ở bản hiện tại lên Fury, hoặc thường thì sẽ, player họ sẽ lựa chọn là lên Fury, Default hoặc là đâu đó là một cái MM. Còn bây giờ Charlie anh lựa chọn lên cho mình được cái Vla. Và la tính ra nó có một cái hâu ra hút máu tương đối khỏe, lượng đam là có, regen có, nói chung là nó có vừa có regen máu vừa có regen mana, nên đây mà hỗ trợ nhiều hơn trong cái việc gọi là đánh nhau nhiều thì lúc nào lượng máu cũng đầy, lượng mana cũng có đủ để mà Rono. Bây giờ Roshan đã được ăn xong, mọi người cầm đó là John Walor mù 900 tiền và còn cách khá xa cái linh nữa cho anh. Trong khi đó vẫn chưa thấy một pha nào hút thần thánh của bất chơi cả. Mình đang nói cái việc là Phelet Void thông thường thì lên đồ gì, còn cái chuyện mà Phelet Void offlane hay là carry nó sẽ không phụ thuộc vào nhiều quá. Tại vì việc khi mà bạn đã bích một hero dạng như Phelet Void đi offlane á thì thường nó sẽ lên đồ co và trở thành một con co thứ ba trong game luôn. Chứ ít khi nào nó chỉ là lên đồ dạng là không lẽ bây giờ lên blink mở combat như Phelet Void xong rồi Rono, mà Rono hụt một cái thì bất cứ cái gì cũng không thể đánh được. Mình đang nói là sẽ lên mở mờ cái gì đó, ít thường hiếm khi nào thấy lên blink. Má vãi chửi, cắt éo suy nghĩ phải cắt. Đúng rồi.
Bây giờ thì Win of Pain cũng gần để tiền rồi, tích đủ thêm. Bây giờ thì phải đợi Orchid của Win of Pain. Thật ra là xong Orchid thì thời gian của Agent vẫn còn và vẫn đủ cho phía bên phía của LGD họ hôn. Có dặm ngủ được anti ra luôn, Iron Titan giữ chân lại được vị trí của Shaker. Chắc chắn là Shaker phải nằm lại rồi. Team bên phía của Complexity cũng không lấy gì mà bắt cấp được trong tình huống vừa rồi, và họ vẫn đang tạo khoảng trống dành cho vị trí của Lonrui để mà farm. Hiện tại Lonrui có được Hanabi Dash cho gấu con, đang cầm cái sắc đẹp Relic 1k3 tiền, và sớm thôi anh sẽ lên được cái Brian ra. Thì nếu mà farm rừng thì một thời gian nữa, tầm khoảng 1-2 phút nữa thì chắc có vẻ như cái Radian cũng sẽ được hoàn thành, và thêm một cái Radian nữa sẽ tăng lượng đam từ phía của gấu con, cũng như là cái khả năng mà trụ được lane, đép được, đốt khá là thốn. Và bên phía của LGD thì cái việc mà để họ kết thúc được con gấu con sớm và nhào vào khu vực high round boost thì hơi khó một chút. Khi mà có cả tinh cơ ở đây nữa, có tinh cơ, có máu mà xin đép, có lon rui với con đệ của mình. Cắm cọc vào, buồn chắc chắn chết luôn. Lại một lần nữa, Shaker lại nằm và lại delay cái blink của mình thêm một khoảng thời gian khá dài nữa. 1k4 tiền, chỉ còn có 800 tiền nữa thôi là anh sẽ lên được blink rồi. Nhưng mà mãi thì cái 800 tiền vẫn chưa xong. Đơn giản vì vừa chết ở dưới boss xong thì anh lại chết ở mid. Và với việc ở Shaker chết một hero mà có khả năng tạo được đột biến với Fisher và cái eco của mình nằm xuống, chưa kể là nếu mỗi lần mà phải lệch voi Rono thì bị cái Fisher cản trở rất nhiều. Bởi vì cứ chết như vậy, đội hình của bên phía LGD họ rất là tự tin đánh. Có thể là boost vào những khu vực trụ 2 ở đây cũng được. Trụ 2 ở boss hoặc là trên top, thường thì đẩy trụ 2 ở boss hoặc top thì nó sẽ dễ hơn so với khu vực mid này. Đơn thuần vì cái hero bên phía của Complexity họ di chuyển ra để mà đép mid thì dễ hơn so với việc là đi kiểu là đang farm trên top xong đi xuống boss thì lại phải tốn một cái TP để đi bộ xuống thì cực kỳ lâu. Win of Pain đã xong Orchid, ăn cắp được cái blink của Win of Pain. Bây giờ Rubik có blink. Troll thì sau Fury thì anh hướng tới cho mình đó là một cái kiếm chéo tăng lượng start. Và giai đoạn này thì rõ ràng là bên phía đội hình của LGD họ đang dẫn rất nhiều, 8-0 rồi. Thậm chí là bên phía của Complexity họ không giết được bất cứ một bạn nào. Và bây giờ cần lắm những tình huống mà có thể gây đột biến được, những pha smoke tương tự như vậy chẳng hạn. Nhưng mà để giết được hero đối phương thì phải timing cực kỳ chuẩn. Đơn thuần vì bây giờ giết ai, Win of Pain thì có blink cho mình, có cả Orchid. Nếu mà kéo vào thì đơn thuần nó Orchid, nếu mà kéo vào bích chơi nó sẽ Orchid thẳng vào một trong hai người Rubik vào bích chơi luôn. Nhiều khi là kích bích chơi để mà tránh cái việc bị cạp lại, còn rất khó, thực sự là rất khó đấy mà. Bây giờ mất smoke rồi nhưng mà dẫm ngủ ngay lập tức từ phía của FY và TB về, chả lấy cái gì mà cancel TB được. Tình huống mà LGD FY anh đã thi đấu cực kỳ tốt, vừa thấy đội hình đối phương nhồng lên, vừa thấy đối phương hiện hình ra sau khi mà pha mất smoke thì dẫm ngủ ba người và TB về. Bây giờ thì với việc là ba người, thậm chí là bốn thành viên luôn đều nằm ở khu vực boss này thì cái trụ trên top này sẽ bị boost vào từ phía của LGD. Phải lệch voi đang muốn lên cho mình, lên thêm cả một cái gậy xanh mới giảm thời gian có đau Rono. Bu anh vẫn chưa có blink, sắp có rồi. 1, 2k1 tiền, kéo vào được phải lệch voi, cạp được hay không đây, nhưng mà đó là một pha mà phải lệch voi anh Rono được hai người. Thật ra lượng đam của anh là không đủ, thậm chí là có cả tinh cơ với mắt machine ở đây. Rono hơi có chút gì đó rồi là sao giờ, thiếu tính toán một chút khi mà tình huống đó. Win of Pain chính là cái hero chủ chốt cứu được mạng của Phaelet Void. Vào linh vào tự tin sử dụng Orchid để mà không cho Butcher cạp được Phaelet Void trong tình huống vừa rồi. Không cắn được, Phaelet Void vẫn chạy được mà anh Rono hơi sớm. Tình huống đó thì không có troll, thậm chí là cả Hero Titan cũng đang đứng ở bot chứ không có tham gia tình huống combat trên top. Bây giờ mất cái Rono thì cái cơ hội để mà boost trụ 2 cũng như là gây áp lực lên Complexity của LGD thì phải đợi nữa rồi. Agent cũng không còn quá nhiều thời gian nữa, lúc nãy ăn Agent là phút thứ mấy nhỉ? Cái scan bây giờ nhìn đẹp vậy. Dạ mất rồi, sorry các bạn. Mất Agent rồi, mình vừa mới rồi không để ý cái chuyện Agent mất. Yeah.
kéo vào, lần này là kéo không chuẩn xác. Bây giờ thì tiếp theo thì bớt chơi quyết định lên cho mình một cái earn. Còn số mới thì vẫn đang đứng đợi chờ tình huống mà tinh cơ TP ra với boss này. Và với cái orchid của mình thì hoàn toàn có thể bắt được tinh cơ. Đây, vừa mới nói là tinh cơ đã TP ra rồi, Winterbend. Rất tiếc cho tình huống vừa rồi, Winterbend Khanh không tự tin mà Linh từ sớm mà để với tinh cơ. Sau khi mà vừa xuống mà Linh đi liền ship mà Linh thì rất khó để mà bắt được. Bây giờ kéo ra được vị trí của Doctor, của Doctor bị cạp nhưng mà dậm ngủ lại, của Doctor vẫn chưa chết, cố gắng bút đọc vào vị trí của Witcher. Anh Ti với Tần thì hơi hụt trong tình huống vừa rồi. Bây giờ đó là cái mạng đầu tiên mà bên phía Complex City giết được mạng của Doctor. Trong khi đó thì cái Rono Rubik, đây là cái Rono Rubik nhưng mà bị lại thì anh bị ăn cắp lại. Anh bị chơi ngược lại từ cái Rono phải đặt voi, kéo ngược ra phải đặt voi đây nhưng mà không có cạp nữa, phải đặt voi dễ dàng quất đi thôi. Những tình huống mà trao đổi chiêu thức của cả hai bên nhưng mà LGD rõ ràng họ đang bất lợi hơn trong những tình huống combat này, với việc là thiếu mất anti của Titan rồi cộng thêm là Rubik còn ăn cắp được cả cái Rono nữa. Tuy nhiên tình huống Rono rồi Rubik thì thật sự không quá là nguy hiểm, với việc là tinh cơ vẫn chưa xuất hiện xong và khả năng dùng đam bên phía còn Complex City họ vẫn thiếu sao đó. Khi mà hiện tại lon rui gấu con có gì cho mình rồi nào, gấu con thì mới gì Radiant thôi, Radiant Midas dư được một k 2 tiền. Strange to say, Radiant's middle tower is under attack. Radiant's structures are beautifully fortified. Trong khi đó Troll bây giờ quyết định lên BKB cho mình rồi. Có thêm BKB nữa thì những cái disable cũng như là việc mà tinh cơ bắn mít nó sẽ hạn chế hơn rất nhiều. Thậm chí là game này nhiều khi sau gậy xanh thì Fallen Void cũng sẽ muốn bản thân mình hướng tới một cái BKB hoặc cái manta để mà dễ dàng né cái việc mà tinh cơ gây mít hơn. Tinh cơ đứng ở đây slam skill vào, rõ ràng Fallen Void không làm gì được. Đẩy bóng vào, nhìn thấy được tinh cơ rồi, có lóc lên từ phía Elton, dậm ngủ là chuẩn xác. Bây giờ nó sẽ là dồn đam vào, làm sao tinh cơ có thể chạy được trong tình huống này đây. Chắc chắn là chết rồi, bắt liên tiếp hai cái từ phía Fallen Void. Trong khi đó thành viên khác của Red City họ đang stick ở mid và đang muốn gây áp lực lên cái trụ ở mid này. Bắt đầu là TP về từ phía các thành viên LGD, cố gắng đép trụ mid. Rõ ràng là trụ mid rất khó, trụ hai ở mid rất khó, ở bên phía Red City họ có thể boost được. Đẩy bóng vào Elton, bắt lại một con cù lạc nào đó. Winterbend thì vẫn đang farm khá nhiều, nghĩa là anh chủ động là đứng một mình ở một lane, không tham gia combat mà chủ động đợi chờ một tình huống mà tinh cơ có thể TP ra. Nhưng mà tình huống này tinh cơ chết rồi, anh vẫn farm và anh ít thấy dấu hiệu xuất hiện trong combat để mà hỗ trợ team có thể bắt người hoặc là giữ chân lại đối phương. Lên cho mình Shadow Blade luôn, một kiểu lên đồ khá dị của Winterbend. Sau Shadow Blade thì anh quyết định là lên BKB, trong khi đó có kéo vào nhưng mà bị bắt. Bắt bất tỉnh nhân sự luôn, kéo ai không kéo là kéo ngay một con hero có khả năng. Trời ơi, Winterbend farm đã xong ra đây bị rót. Eco slam tung ra, tinh cơ đang TP. Winterbend vẫn mình lên đi được, phá được con gấu con rồi. Trong khi đó thì Rubik cũng phải nằm lại, cố gắng quất lên. Rồi xong, phải lệch voi, anh sử dụng luôn cho mình Rono để mà giữ chân lại Sucker. Và Sucker bây giờ thì làm sao mà sống. Bất chờ kéo phải là kéo Chôn qua lo vào, xong rồi bị bắt bất tỉnh nhân sự, không làm gì được cả. Bây giờ tiếp tục là con Roshan thứ hai dành bên phía LGD. Lần này thì Roshan có cả cho mình Agent, có cả Chi, và với con Roshan này đồng thời thì chỉ còn chút nữa thôi thì Chôn qua lo cũng có được cho mình BKB. Có thêm BKB của Chôn khi mà Fallen Void cũng đã có gậy xanh thì những pha Rono nó sẽ cao đao rất nhanh, thậm chí là trong thời gian còn Agent thì bên phía của LGD họ có thể tham gia hai tình huống combat mà có cái Rono Fallen Void trong combat luôn. Winterbend cũng khá là khỏe rồi. Ok, nhiều khi cái team Trung Quốc họ đánh họ lại đợi cái BKB của Winterbend thì mới bắt đầu ôn và bút vào hai round. Rồi bị giữ lại, kéo vào. Bây giờ thì là cạp rất nhanh, phải lệch voi liều nó có quất đi được hay không đây. Vẫn quất kịp kìa. Câu đó sử dụng skill 2 slow bớt chơi lại, di chuyển lên cùng với Doctor để mà cover cho phải lệch voi. Tiếp tục là Rono, anh vẫn còn quất cho mình, có Rono lại bớt chơi. Xong, LGD họ thậm chí là còn ăn được cả cái mạng của Rubik ở mid nữa. Mất hai người, mất cho mình đó là cơ hội để giết được Violet Void trước khi kịp Rono. Violet Void lượng regen máu bây giờ lấy mở lấy mà la xong rồi vào rừng farm riết regen máu, không cần cắn chi vội. Và với việc có thêm cho mình đó gậy xanh thì Rono sẽ cao đao tương đối là nhanh, 60 giây. Fallen.
ơi, thậm chí đang đi farm với boss Lonrui còn bị bắt và Lonrui đã chết rồi thì lấy gì mà tình huống bây giờ Lonrui chết thì cái chỗ hai này chắc chắn là nằm. Tích rất nhiều ở đây rồi, boost xong hoàn toàn cái trụ ngoài thì LGD họ mới tiến vào hai round thôi. Thời gian agent cũng còn tương đối lớn. Tiếp tục là trôn qua lo thì anh đang muốn lên cho mình là Nullifier để khóa item của đối phương. Khóa item ngon nhất bây giờ chỉ là khóa item của Tinker, không cho nó blink đi, không cho travel về. Mất cái travel, mất cái blink thì Tinker gần như là chết chí trong combat luôn. Bật WKB vào, Nullifier thẳng vô mặt của Tinker xong rồi dồn đam. Việc gì mà phải ngại. Bật smoke ra. Di chuyển lên top từ phía các thành viên của LGD. Phía trên top này cũng là một pha smoke của Complexity và họ đang có ba người. Thật ra thì ba thanh niên này mà nhào vào với cái BKB của Chol thì chắc là sẽ nằm hết. Tìm kiếm một hy vọng nào đó. TB cầm sẵn trên người, có được stun các kiểu là điệu mà kịp người tìm người không ra rồi bị upset nhìn thấy luôn thì phải. Ngày cái upset này nhìn thấy con rip đang bị farm chắc chắn là biết được có người đứng trong rừng của mình rồi. Trong khi đó thì đẩy bóng vào Titan nhưng mà anh không còn cái giọng ngủ, chỉ còn mỗi cái gậy lóc trên người của mình thôi. Nhìn thấy bắt đầu là TB về từ phía các thành viên khác của Complexity. Trong khi đó thì ở mid một lần nữa Lonrui lại lên bảng đếm số với việc là ba thanh niên khác thì bỏ đi nhà đi. Bây giờ là quất vào đang muốn hình huống nhứ Rono, hụt không thành công, cố gắng cướp được cho mình là cái quất của Felix Roy nhưng mà rồi làm sao nữa. Trụ mid thì đang bị boost, không còn Lonrui, chỉ còn mỗi một mình Tinker thôi. Liệu là các thành viên của Complexity họ có thể đép được không? Nhưng mà một lần nữa thì LGD lại lùi. Team Trung Quốc họ đánh quá chắc. Felix Void sau khi mà lên được gậy xanh cho mình quyết định lên cái Pride luôn, giảm lượng đam phép của Tinker, giúp anh tăng trâu hơn, khỏe hơn, đứng Rono không cần nhất định là phải lùi về mỗi lần mà Tinker nó laser hoặc rocket vào đầu nữa. Rồi ơi, bật đốt rất tốt. Này, bùm. Dồn đam vào, liệu là có giết được không? Nhưng Winterban vẫn blink đi. Dồn đam rất nhiều nhưng mà cuối cùng thì vẫn không giết được ai. Bây giờ Rubik có quất, anh quất đi nhưng mà cái lọc cặp của Doctor vẫn dí theo kịp. Vậy là Void vẫn chưa sử dụng Rono cho mình. Trong khi đó Landbot đang bị đẩy vào từ phía của Chol. Các thành viên khác thì đang cù nhây, giữ chân bốn người lại để cho Chol qua lo đẩy vào sâu trong này thì bút xong cái trụ này tính tiếp. Tì ra rồi xong Jesse. Làm sao để chạy đây? Rubik cố gắng nhấc lên Jesse, anh vẫn còn sống sót được. Trong khi đó thì Chol đã mất cho mình cái dịch rồi. Một tình huống của Rubik chơi có một pha hút và cạp lại. Chol kết thúc được cái dịch của anh. Chol tự tin blink lên, dí theo bất BKB lên. Ở phía này thì đã có Rono được vị trí của Tinker rồi. Dồn đam vào Tinker thôi chứ còn đợi chờ gì nữa. Đây là con hero khó chịu nhất bên phía của Red City thời điểm hiện tại. Và Tinker chết, Attacker chết, Butcher cũng đã lên bảng đếm số. Tuy có bay bách ra từ phía của Attacker, tuy có bay bách thôi chứ chưa bay bách từ Tinker như Attacker, nhưng mà có vẻ như là hai hero này thì họ lại không muốn bay bách ở thời điểm hiện tại. Nếu mà không bay bách thì khả năng cao mất hai len luôn. Bây giờ len top rip nó đẩy rất cao rồi. Giết luôn rồi gấu con, Sonic quay gấu. Thôi con GG thì thôi còn chơi nữa. Thậm chí là nếu như mà không chết con gấu thì mày ra còn đép được lên cuối. Còn bây giờ nhiều khả năng là bên phía của LGD họ sẽ boost Mega luôn. Kéo vào Felix Void rồi sao nữa. Các bạn có nhìn thấy là Complexity họ đánh bị out trình như thế nào. Nhưng mà họ chỉ giết được một mạng của đối phương thôi. Kéo vô tiếp, cạp lại, bật BKB lên, cạp không có đam, hay là coi đi vô. Tuy nhiên không có mana để Rono. Lượng mana hiện tại của anh bấm stick lên nữa không đủ để mà Rono được. Nhưng mà Butcher vẫn phải nằm. GG well play để được coi này. Nhẹ nhàng, game 1, nhìn cho LGD. Đúc đam rất thốn em rồi tại tình này với cái anti của nó.